Lễ hội Maslenitsa với hương vị ngọt ngào của bánh phô mai Siniki đã xua đi sự lạnh giá và báo hiệu mùa xuân đang tới với đất nước Ukraine. Đối mặt với những khó khăn thiếu thốn, người dân Ukraine đã cùng nhau vượt qua trong mùa đông đầu tiên của chiến sự. Nhưng trên hết, họ vẫn mong mỏi cuộc sống bình yên trước kia sẽ sớm trở lại. Ông Igor, một thợ mỏ về hưu, sau khi nhận được nước tiếp tế, ngay lập tức tiếp củi cho chiếc lò sưởi của mình. Trong suốt mùa đông buốt giá, ông không muốn bị lạnh cóng, nhưng cũng không thể dùng điện sưởi. Năng lượng từ chiếc máy phát điện tạo ra quá ít, vì thế điện được ưu tiên sử dụng vào những nhu cầu bức thiết. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã sống sót qua mùa đông, nhưng điều đó không đi kèm với chuyện tất cả mọi thứ tồi tệ đã kết thúc. Chúng tôi cần điện, rất nhiều người già và bệnh tật sống ở khu chung cư này, ngoài ra còn thiếu nước nữa. May mà bây giờ đã được tiếp tế nước rồi, chứ không chỉ còn có cách đi lang thang mà tìm nước uống, tắm giặt thôi. Người dân Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề khi không có điện trong khoảng thời gian dài. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi nhiệt độ mùa đông thường xuyên giảm xuống âm 7 độ C từ tháng 12 đến tháng 3. Đây gọi là tồn tại chứ không phải sống. Tôi có củi sưởi thì tốt biết mấy, nhưng tôi chẳng còn lại gì cả. Đi ngủ thì cứ đắp lấy 3 cái chăn cho đỡ lạnh, chứ không còn cách nào khác. Chúng tôi cho rằng gần 10 triệu người Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi thiếu nước, chất đốt và điện trong khoảng thời gian qua. 18 triệu người, tương đương 40% dân số Ukraine, có thể đã không nhận được sự trợ giúp cần thiết. Với người dân thường, khó khăn là thế. Với những quân nhân, bên cạnh đối mặt với hiểm họa từ bom đạn, họ cũng thường xuyên phải tiếp xúc với nền nhiệt rất thấp ở ngoài trời. Anh Yuri Sorochuk là một người lính Ukraine tại mặt trận phía đông. Để chống chịu cái lạnh cắt da, anh cùng đồng đội đã đào và tạo ra một phòng sông hơi dã chiến. Phòng sông hơi này có tác dụng như một bong ke bảo vệ họ ở bên trong. Mất khoảng 3 ngày để chúng tôi tạo ra phòng sông hơi này. Đầu tiên chúng tôi đào hố, xong rồi phủ lên bằng các vật liệu chống chịu đại liên 82 ly bắn chắc cũng không sao. Ở đây cũng có mặt nạ len, tất mùa đông, túi ngủ nữa. Mặc dù những thứ đó cần thiết như vậy, nhưng nhận được những lời quan tâm, những cuộc gọi hỏi thăm từ người thân thì ấm áp hơn nhiều. Một mùa đông chiến sự đã đi qua. Những người lính ở hai bên xung đột đều có những khó khăn vất vả của riêng mình. Mong rằng với việc cùng chia sẻ giá trị lễ hội mùa xuân Maslenitsa, Nga và Ukraine cũng có thể tìm lại hòa bình trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, Mỹ đã phản đối lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bác bỏ kế hoạch hòa bình 12 điểm do Trung Quốc đề xuất vào tháng trước. Nhà Trắng cho rằng bản kế hoạch hòa bình này phản ánh lập trường của Nga nhiều hơn. Điều phối viên về truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, Washington lo ngại đề xuất hòa bình của Trung Quốc nghiêng về phía Nga và đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tháng 2 vừa qua, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho xung đột ở Ukraine, trong đó có kêu gọi ngừng bắn, trao đổi tù nhân và chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương. Bắc Kinh nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nối lại đối thoại trực tiếp sớm nhất có thể. Ngay sau quyết định của chính phủ về việc chính thức thực thi chế độ hưu trí mới, nhiều cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra trên khắp nước Pháp. Lực lượng cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông, trong khi nhiều người biểu tình quá khích đã ném đá vào cảnh sát. Tại thủ đô Paris, khoảng 7.000 người đã xuống đường biểu tình để phản đối các cải cách của chính phủ đối với chế độ hưu trí. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại thành phố Hunan, Lyon, Lille. Đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát. Các nghiệp đoàn tại Pháp đang lên kế hoạch tiến hành một ngày đình công và biểu tình khác, dự kiến là vào ngày 23 tháng 3 tới. Ngày 16 tháng 3, Thủ tướng Bon đã vận dụng một điều khoản đặc biệt trong hiến pháp để thông qua dự luật cải cách hưu trí tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu. Ngân hàng Trung ương Argentina đã tăng mạnh lãi suất lên 78% sau khi tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này vượt mức 100% lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua. Lạm phát của nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin trong tháng 2 vừa qua tăng 102,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên ở mức 3 con số kể từ giai đoạn siêu lạm phát năm 1991. Giá tiêu dùng trong tháng 2 tăng 6,6%, vượt mức dự báo. Nhóm mặt hàng có mức tăng giá cao nhất là thực phẩm và đồ uống ở mức 9,8%. Các chuyên gia dự báo giá cả tiêu dùng tại Argentina sẽ tăng tới 110% trong năm nay, một phần do tác động của đợt hạn hán mà quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp.
Hôm 16 tháng 3, các giáo viên tại New Zealand đã tham gia cuộc đình công kéo dài một ngày, yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, khiến các trường mẫu giáo cũng như là trường tiểu học và trung học phải đóng cửa trên toàn quốc. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Các công đoàn lập luận rằng đề xuất trả lương mới nhất của chính phủ New Zealand không phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay và ngành giáo dục nước này đang ở đỉnh điểm khủng hoảng do thiếu giáo viên. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ đã trở thành một vấn đề chính trị lớn ở New Zealand khi chính phủ nước này đấu tranh để kiểm soát lạm phát. Các số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế New Zealand đang bị thu hẹp, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Ngày 16 tháng 3, Tây Ban Nha đã thông qua luật về phúc lợi động vật, kèm theo một cải cách trong bộ luật hình sự. Theo đó, tăng án tù cho những người ngược đãi động vật. Luật này sẽ yêu cầu đào tạo bắt buộc đối với chủ sở hữu chó. Những người này cũng sẽ bị cấm để vật nuôi một mình trong hơn 24 giờ. Theo luật mới, việc triệt sản mèo trở thành bắt buộc, ngoại trừ ở các trang trại. Người phạm tội phải ngồi tù tới 1.5 năm nếu động vật cần được chăm sóc y tế thú y. Bản án này tăng lên 2 năm nếu con vật bị chết, hoặc thậm chí 3 năm trong trường hợp có tình tiết tăng nặng. Anh sẽ cấm cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok trong các thiết bị của cơ quan nhà nước và chính phủ. Văn phòng nội các Anh ngày 16 tháng 3 cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và đây là biện pháp đề phòng rủi ro. Khi có thông tin về khả năng Anh đưa ra lệnh cấm trên, người phát ngôn của TikTok cho biết công ty này rất thất vọng, đồng thời khẳng định TikTok cam kết phối hợp với chính phủ Anh để giải quyết bất kỳ mối quan ngại nào và sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ hơn nữa dữ liệu người dùng châu Âu. Theo các chuyên gia, khi hành tinh ngày càng trở nên nóng hơn và khô hơn, trong khi đất canh tác cũng ngày một khan hiếm hơn, các nhà sản xuất thực phẩm sẽ buộc phải tìm kiếm những phương cách mới để canh tác, đòi hỏi ít tài nguyên hơn. Và mô hình nông trại thẳng đứng trong phóng sự sau đây có thể được coi là một giải pháp hiệu quả. Nông trại Nordic Harvest có diện tích lên tới 7.000 m², là một trong những trang trại thẳng đứng lớn nhất châu Âu ở ngoại ô thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Tại đây, các loại rau như xà lách, rau diếp và rau thơm sẽ được trồng trong những khay nhôm lớn đặt trên hệ thống giá treo 14 tầng, nơi 20.000 đèn LED chuyên dụng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Nordic Harvest ước tính khi nông trại hoạt động hết công suất, gần 1.000 tấn rau sạch có thể được sản xuất mỗi năm. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi phát hiện ra rằng có thể xây dựng các nông trại thẳng đứng. Việc này giúp sản xuất nhiều lương thực hơn trên cơ sở tối ưu hóa không gian bên trong các thành phố mà không cần sử dụng thuốc trừ sâu, và đồng thời có thể phục vụ cho việc chuyển đổi đất nông nghiệp trở lại trạng thái nguyên bản của chúng là rừng. Với mô hình này, một số loại cây trồng đã cho năng suất cao gấp nhiều lần so với thời điểm đầu tiên. Họ đã nghiên cứu, phát triển các phương pháp để thu hoạch với năng suất gấp 30 lần một năm đối với một số loại rau diếp. Biến đổi khí hậu, đại dịch bùng phát đã cho chúng ta thấy chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào. Chúng ta trở thành những khách hàng rất bị động. Điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về việc chúng ta có thể tận dụng những không gian trống ở dưới các tòa nhà cao tầng chẳng hạn để sản xuất lương thực. Ngày nay, hình thức nông trại thẳng đứng đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó giúp cung cấp lượng rau quả nhiều hơn trong bối cảnh đất đai ngày càng ít đi, chưa kể đất đai bị nhiễm độc, thoái hóa, bạc màu và không thể canh tác theo kiểu truyền thống.